Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với mini game Con Số May Mắn, buổi live stream quay số và công bố kết quả hôm nay ngày 17 tháng 5. Vâng, quý vị khán giả thân mến, trong bài đăng gần nhất về đăng ký chọn số thì chúng tôi cũng đã ghi nhận hàng trăm lượt bình chọn tới từ quý vị khán giả. Và lưu ý rằng đó là mini game Con Số May Mắn của chúng ta sẽ diễn ra thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên fanpage của Tổ hợp Truyền thông Tương tác. Thời gian để quý vị khán giả có thể đăng ký chọn số đó là từ buổi chiều ngày hôm trước cho tới buổi trưa ngày hôm sau. Và cổng bình chọn Con Số May Mắn sẽ kết thúc vào lúc 11:50 nha quý vị khán giả ơi. Tức nghĩa là trong thời điểm mà tôi đang nói chuyện với quý vị khán giả ở đây, chúng ta vẫn còn một ít thời gian nữa, đâu đó khoảng gần 5 phút để có quý vị khán giả mà đang theo dõi live stream mà chưa chọn con số có thể kéo xuống bài đăng ở bên dưới phiên live stream này để lựa chọn cho mình một con số may mắn của ngày hôm nay nha. Và lưu ý đó là với những cái điều kiện mới được cập nhật của mini game Con Số May Mắn thì những tài khoản nào chúng ta thường xuyên share những cái gọi là mini game này hay là những cái bán hàng thì chương trình sẽ ghi nhận đó là những cái tài khoản không hợp lệ và sẽ không được tham gia chương trình nha, lưu ý nha quý vị khán giả ơi. Rồi, bên cạnh đó thì đồng nghĩa với việc những cái tài khoản tham gia Con Số May Mắn của chúng tôi phải là những tài khoản thực nha quý vị khán giả. Nhắc lại một chút là chúng ta phải có avatar ảnh bìa đầy đủ, có từ khoảng 300 bạn bè trở lên. Bên cạnh đó, các bài đăng gần nhất đều là phải những bài đăng của chính chủ nha quý vị khán giả. Rồi, nói một chút về cơ cấu giải thưởng của ngày hôm nay của chúng ta. Tổng giải thưởng trị giá 2.100.000 đồng. Chúng ta có một giải đặc biệt 500.000 đồng, 2 giải nhất mỗi giải 200.000 đồng, 3 giải nhì mỗi giải 100.000 đồng, 10 giải ba mỗi giải 50.000 đồng, và cuối cùng là 20 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 20.000 đồng. Quyết định trả thưởng của chương trình thì cứ vội Quy định trả thưởng của chương trình thì cứ với mỗi 50.000 mà quý vị khán giả muốn nhận về thì hãy giới thiệu về cho chúng tôi một người chơi mới bằng cách inbox trực tiếp qua fanpage Tổ hợp Truyền thông Tương tác, gửi link bạn khán giả mà quý vị khán giả giới thiệu, sau đó chờ đợi sự xác nhận tới từ chương trình và chờ đợi kết quả nhận thưởng mà thôi. Và lưu ý là tài khoản bạn mới mà quý vị khán giả giới thiệu cũng phải là tài khoản thực nha quý vị khán giả ơi. Bên cạnh đó cũng đừng quên vào 12 giờ trưa nay, tức là ngay sau khi chúng ta kết thúc livestream Con Số May Mắn, sẽ là thời gian của đấu trưởng tương tác, sẽ được phát sóng trên hệ thống 4 app THP On, BPTV Go, BG TV Go và Hưng Yên TV Go. Tại đấu trưởng tương tác chúng ta sẽ có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu đồng nha quý vị khán giả ơi. Và tham gia chơi trả lời đúng 3 câu là chắc chắn có quà nha quý vị khán giả ơi, chắc chắn có quà tiền mặt mang về nha. Vừa giải trí này, vừa chơi game tương tác này, lại vừa có phần quà tiền mặt mang về thì còn gì bằng nữa nào. Nhanh tay tải một trong 4 app mà chúng tôi đang hiển thị dưới màn hình để có thể tham gia ngay vào đấu trường tương tác lúc 12 giờ trưa nay. Cũng đừng quên vào ngày thứ 2 tuần tới, tức là ngày 20 tháng 5, cũng ở trên hệ thống 4 app của Tổ hợp Truyền thông Tương tác sẽ là format chương trình Check-in tương tác. Đó, một chút thay đổi mới về cái format check-in tương tác mà tôi cũng muốn gửi tới quý vị khán giả, đó chính là với số lượng người tham gia càng đông, giải thưởng của chúng ta sẽ càng tăng nha quý vị khán giả ơi. Tức là quý vị khán giả hiểu là cứ chúng ta tham gia càng đông thì giải thưởng nó sẽ tăng theo cái số lượng quý vị khán giả tham gia tương tác mini game cùng với chương trình check-in tương tác. Đó, hấp dẫn chưa? Nhớ kêu gọi bạn bè, người thân, anh chị em vào tham gia chơi để giải thưởng của check-in tương tác vào thứ hai tuần sau sẽ tăng lên thật nhiều, để thật nhiều những bạn khán giả của chương trình có thể nhận được những phần quà tiền mặt hấp dẫn. Đó, tới với Tổ hợp Truyền thông Tương tác thì chúng ta sẽ có những cái phần gọi là chơi vô cùng đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Chỉ cần tập trung một chút thôi, trả lời một vài câu hỏi của chương trình đưa ra thôi là đã hoàn toàn có thể sở hữu cho mình những phần quà tiền mặt rất là giá trị. Rồi, còn ai mà chưa đăng ký chọn số thì nhanh tay kéo xuống bài đăng bên dưới phiên livestream này để lựa chọn cho mình con số nha quý vị khán giả ơi. Và nhớ là phải comment theo đúng cú pháp thì chương trình mới ghi nhận là hợp lệ nha. Rồi, và có thể thấy là chiếc đồng hồ đếm ngược của chương trình đã bắt đầu chạy rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nha quý vị khán giả ơi. Chỉ còn một ít thời gian nữa để những ai chưa lựa chọn con số của mình thì có thể lựa chọn để có thể tham gia lát nữa thôi. Sẽ là cái thời điểm để chúng ta quay con số để xem là những con số may mắn nào sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Thế như là tôi nhớ là vào chương trình hôm thứ tư thì cũng có một bạn khán giả được nhận giải đặc biệt thì phải. Không biết là bạn khán giả này đã giới thiệu đủ người chơi mới về cho chương trình để nhận về giải thưởng 500.000 đồng chưa đây. Thời gian tôi nhắc lại là còn không nhiều đâu nha quý vị khán giả ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội để chúng ta giành về cho mình những giải thưởng tiền mặt vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay nhé. Và cũng đừng quên tải một trong 4 app THP On, BPTV Go, BG TV Go và Hưng Yên TV Go nhé. Vừa chơi game vừa nhận quà tiền mặt, còn gì bằng nữa mà không nhanh tay tải app để lát nữa 12 giờ tham gia vào đấu trường tương tác.
Và thời gian của chúng ta sắp kết thúc rồi. Đào và cổng bình chọn con số may mắn ngày hôm nay đã chính thức khép lại. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian tới với vòng quay của con số may mắn. Xin mời! Trị giá 20.000 đồng, xin mời con số đầu tiên ạ. Con số đầu tiên sẽ có giá trị là bao nhiêu đây ạ? Anh chị em nào mà nhìn thấy con số của mình thì nhớ xác nhận ở trên phiên live stream của chúng tôi nhé. Xin mời con số đầu tiên. Xin mời. Chúng ta sẽ tới với giải khuyến khích, 20 giải khuyến khích đầu tiên. Xin mời con số đầu tiên của giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20.000 đồng ạ. 80. Trực tiếp ở trên livestream của chúng tôi nhá. Chúng ta đã có con số đầu tiên rồi, con số 87. Xin mời con số thứ hai nào. Xin mời con số thứ hai ạ. Rồi, rất hồi hộp. Chúng ta sẽ chờ đợi con số thứ hai ngay bây giờ. Con số thứ hai là 09 nha quý vị khán giả ơi. Nào, con số thứ ba ngay lập tức. Chúng ta sẽ tới với con số thứ ba của giải khuyến khích. 91 là con số tiếp theo. Tạm thời thì chưa có số nào trùng nhau. Những con số đầu tiên đang diễn ra thuận lợi rồi. Con số thứ tư. 95 là con số tiếp theo. Nào, con số thứ năm nào. Con số thứ 5 của giải khuyến khích sẽ có giá trị là 12 nha quý vị khán giả ơi. 12 là con số tiếp theo của giải khuyến khích. Xin mời con số thứ 6 ạ. Nhớ là ai mà nhìn thấy con số của mình thì nhớ là bình luận ở trên livestream nhá. 26. 26 là con số tiếp theo của giải khuyến khích. Tiếp tục sau con số 26 sẽ là con số 82. Ghi nhận con số 82. Con số thứ 7 nào. 18 chưa trùng đâu. Anh chị em ơi, 18 chưa trùng nhá. 18 là con số tiếp theo này, con số thứ 9. Con số thứ 9 sẽ có giá trị là 26 đã trùng rồi, chúng ta quay lại luôn. Quay lại luôn con 26 này nào. Con số bao nhiêu ạ? Con số 56. Ghi nhận con số 56. Con số thứ 10 của giải khuyến khích đã được một nửa chặng đường của giải khuyến khích rồi. 43 là con số thứ 10 của giải khuyến khích. Anh chị em nhớ theo dõi cái bảng kết quả của chúng tôi để comment xác nhận trên phía like nhá. Con số thứ 11 đi ạ. 02. Rồi, 02 là con số tiếp theo. Tôi nhìn nhầm với cả con số 12. Suýt nữa thì lại báo trùng. Rồi, 02 là con số tiếp theo. Tiếp tục, sau 02 sẽ là 24. Xác nhận con số 24. Sau con số 24, tôi sẽ được gọi tên. Con số 49, quý vị khán giả ơi, 49. Con số thứ 14 đi ạ. Chúng ta sẽ quay luôn con số thứ 14 nào. Con số thứ 14 sẽ có giá trị là 23. Rồi, vẫn chưa hề trùng nhau quý vị khán giả ơi. 23, 24, 26. Con số tiếp theo, sau con số 23, 67. 67 chưa có. Đó là con số 15 của giải khuyến khích. Xin mời, con số thứ 16 của giải khuyến khích. 53, ghi nhận con số 53, chưa trùng nhau quý vị khán giả. Anh chị em nhớ phải xác nhận ở trên livestream là mình có con số may mắn nhá. Rồi, vòng quay đã tiếp tục sau con số 53, 50 luôn. Đồng ý con 50 luôn quý vị khán giả ơi, chưa hề trùng. 50, 53, 56. Rồi, tiếp tục này, sau 50 sẽ là 06. Đó là con số tiếp theo của giải khuyến khích. Con số thứ 19 nào. Con số thứ 19 của giải khuyến khích sẽ là bao nhiêu đây quý vị khán giả ơi? 54 ạ. Trời ơi, nãy giờ nhiều đầu năm quá, không biết là có bị trùng không đây. Chưa trùng đâu, 54 vẫn chưa trùng nhá. Rồi, con số cuối cùng của giải khuyến khích. Chúng ta sẽ có 66, con số kép đầu tiên xuất hiện của ngày hôm nay. Rồi, đó là toàn bộ 20 giải khuyến khích. Chúng ta sẽ tới với 10 giải 3. Xin mời con số đầu tiên của giải 3. Con số đầu tiên của giải 3 sẽ có giá trị là bao nhiêu? 04. 04 chưa trùng nhá, đó là con số đầu tiên của giải 3. Con số tiếp theo. Tiếp theo là con số thứ 64. Con số 64. 64 chưa hề có 64 quý vị khán giả ơi. Đó, rồi tiếp tục nào. Sau 64 sẽ là 67 thì có rồi. 67 thì có rồi, giải khuyến khích rồi, quay lại. Quay lại nha quý vị khán giả. Chờ xem nào. 10. Tuyệt vời, một con số rất đẹp.
chưa hề có luôn. Đó là con số thứ tư của giải ba. Nào, con số thứ năm của giải ba đi ạ. Con số thứ năm của giải ba sẽ có giá trị là 30. 30 quý vị khán giả ơi, rồi những con số này thì chưa hề xuất hiện luôn. Con số thứ sáu ạ, đã hết một nửa chặng đường của giải ba rồi. 48. Rồi, ghi nhận con số 48 là con số tiếp theo của giải ba. Con số thứ bảy, 85 ạ. 85 rồi, hôm nay các con số mà bắt đầu bằng đầu 8 thì xuất hiện chưa nhiều nên là cũng dễ để kiểm tra xem nó đã trùng hay chưa. Rồi, tiếp theo 92. 92 chưa hề có nha quý vị khán giả ơi, đó là con số tiếp theo của giải 3. Tiếp tục nào, con số thứ 9 của giải 3 bao nhiêu ạ? 86, một con số rất đẹp, cũng chưa hề xuất hiện luôn, ghi nhận con số 86. Và cuối cùng, con số cuối cùng của giải 3, 88, lại một con số kép nữa. Ồ, hôm nay có vẻ như là chúng ta kết bài ở những cái giải thưởng đều là những con số kép rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ tới với 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Nào, con số đầu tiên, xin mời. Anh chị em nào có con số của mình thì nhớ là xác nhận ở trên phiên livestream nhá. 56, 56 có chưa? 56 đã có, giải khuyến khích rồi, chúng ta sẽ quay lại. Và đừng quên tải app về để lát nữa chúng ta gặp nhau tại đấu trường tương tác nhá. 67, 67 cũng lại có rồi. Xin mời, vòng quay chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nhớ tải một trong 4 app THPON, BPTV Go, BGTV Go hoặc là Hưng Yên TV Go. Quay lại 67 đi ạ, quý vị khán giả ơi, quay lại 67 này. 62, 62, 62 chưa có đâu. Ghi nhận con số 62 là con số đầu tiên của giải nhì. Nào anh chị em nhớ xác nhận nhá, nhớ xác nhận những con số nếu như mình đã lựa chọn đúng ở trên livestream của chúng tôi. Tiếp tục nào, cho vòng quay quay tiếp sau con số 62 ạ. Ồ, như có sự cố về việc nhập giải tôi vừa nhìn thấy. 99 là con số thứ hai của giải nhì nhá, một phần giúp tôi là đưa con 62 lên giải nhì ạ. 62 và 99 là hai con số của giải nhì nhá. Rồi, xin mời con số tiếp theo ạ. 20 là con số tiếp theo của giải nhì quý vị khán giả ơi. 20, 20 là con số tiếp theo. Cuối cùng của giải nhì là con số 64, 64 trùng rồi, chúng ta quay lại nhá quý vị khán giả. Quay lại, quay lại, quay lại. Con số cuối cùng của giải nhì 57. 57 chưa có đâu quý vị khán giả ơi, ghi nhận con số 57 là con số cuối cùng của giải nhì. Nào, hai giải nhất mỗi giải trị giá 200.000 đồng, xin mời. Con số 38 luôn, chưa hề thấy. Nào, con số cuối cùng của giải nhất đi ạ. Con số cuối cùng của giải nhất. Con số cuối cùng của giải nhất là con số 85. Đã trùng rồi. Chúng ta quay lại nào. Chúng ta quay lại một lần nữa nào. Hy vọng là sẽ xuất hiện con số mà quý vị khán giả lựa chọn. 76 ạ. 76 chưa hề xuất hiện luôn. Hôm nay con số bắt đầu bằng đầu 7 là chưa có. Và cuối cùng, con số của giải đặc biệt trị giá 500.000 đồng, xin mời. Xin mời 20 giây của vòng quay. Nào, sẽ là con số nào đây quý vị khán giả ơi? Con số nào ạ? Nó phải là con số bao nhiêu? 30. 30 trùng mất rồi quý vị khán giả ơi, chúng ta tiến hành quay lại nhá. Quay lại ngay. Quay lại ngay nào. Xin mời một phần kỹ thuật quay lại giúp tôi ạ. Nào, nó phải là con số bao nhiêu ạ? Nó phải là 74. Rồi, 74 là con số đặc biệt của ngày hôm nay trị giá 500.000 đồng. Đó là toàn bộ những con số may mắn xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào chúng ta nhìn thấy con số của mình thì hãy nhanh tay xác nhận trực tiếp ở trên phiên livestream của chúng tôi để đạt đủ điều kiện có thể nhận giải thưởng nha quý vị khán giả ơi. Vẫn còn thời gian để quý vị khán giả xác nhận trên livestream. Bên cạnh đó thì lát nữa 12 giờ sẽ là thời gian cho đấu trường tương tác. Và khi mà thời điểm đấu trường tương tác diễn ra, quý vị khán giả nào chúng ta có quên chưa xác nhận ở trên livestream trên fanpage thì vẫn có thể xác nhận được nha quý vị khán giả ơi. Đó, những ngày có chương trình thì cái thời gian xác nhận giải thưởng con số may mắn sẽ được kéo dài ra thêm một chút để quý vị khán giả có thể có cơ hội không bỏ lỡ những giải thưởng hấp dẫn tới từ chương trình.
Và đặc biệt cũng đừng quên tải ngay 4 app, một trong 4 app THP On, BPTV Go, BG TV Go và Hưng Yên TV Go về để lát nữa tham gia cùng với tôi trong chương trình đấu trường tương tác với những câu hỏi vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn. Giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu đồng nha quý vị khán giả ơi. Chơi game tương tác này dành về những phần quà tiền mặt thì còn gì bằng nữa phải không nào? Còn đối với những bạn khán giả của mini game con số may mắn thì vào chiều nay chương trình sẽ gửi tới quý vị khán giả kết quả của những bạn của những người chơi hợp lệ có thể là đủ điều kiện để giới thiệu người chơi mới về cho chương trình và dành về những phần quà tiền mặt tới từ chương trình. Và nhắc lại này, với mỗi 50.000 đồng mà chúng ta muốn nhận về từ chương trình thì nhớ giới thiệu về fanpage cho chúng tôi một người chơi mới nha quý vị khán giả. Cũng đừng quên vào thứ hai tuần tới lúc 12 giờ trưa sau khi kết thúc livestream mini game con số may mắn sẽ là thời gian cho check-in tương tác, một chương trình mà luật chơi của nó sẽ là giải thưởng sẽ tăng theo số lượng người tham gia nha quý vị khán giả ơi. Nhớ kêu gọi anh chị em bạn bè gia đình họ hàng vào để chúng ta có thể làm sao mà maximum được cái giải thưởng từ chương trình để nhận về những phần quà vô cùng hấp dẫn. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, đừng quên mini game con số may mắn sẽ được diễn ra vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần nha quý vị khán giả ơi. Còn bây giờ thời lượng của con số may mắn đã hết và ngay bây giờ xin mời tới với đấu trường tương tác.